Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Rồi, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio ạ. Vâng, hôm nay bên em sẽ làm một cái video chia sẻ đến các bác mọi miền tổ quốc, và cũng như một bác khách yêu cầu Zika Audio làm một cái video so sánh giữa nhạc đi qua DAC và nhạc không đi qua DAC. Vâng, thì anh cũng nói rõ luôn là DAC X7. Vâng, thì em cũng lấy một cái DAC X7 ra để cho bác khách và cũng như quý vị và các bạn cùng trải nghiệm thực tế. Vâng, anh có trao đổi là anh đưa nhạc qua DAC với lọc, với lâm tiếng, với vang. Vâng, và nhạc không đi qua DAC. Vâng, thì hôm nay em cũng làm thực tế luôn cho các bác nhé. Thì em cũng lấy ví dụ ra, đó là một cái đầu giải mã DAC X7 và một cái lọc DBX231S. Vâng, và một cái vang Zia KM Lamavic ạ. Vâng, và một cái máy lưng tiếng Tidal Gotic mã là CB600. Vâng, và một cái để 4 kênh Qwest mã là 4850L. Vâng, thì em cũng làm trực tiếp để chúng ta cùng thưởng thức được trải nghiệm cái chất nhạc mà DAC hỗ trợ. Vâng, về cơ bản một sản phẩm được sinh ra không phải nó không có tác dụng đâu ạ, tác dụng rất nhiều. Không phải người ta làm ra tào lao để người ta lấy tiền đâu, không có đâu. Người ta nghĩ ra một sản phẩm, nó không biết bao nhiêu khối óc thì mới ra được một sản phẩm để cho chúng ta trải nghiệm những chất nhạc mới nhất, hay nhất và chi tiết nhất. Thì các bác biết là DAC hỗ trợ cho cái nguồn nhạc vào xử lý nhạc rất tốt và giải mã rất tốt. X7 thì là chức năng cao nhất so với các cái dòng X3 và X6, thì X7 đang đứng đầu bảng về công nghệ. Thì giá cũng khá là cao chứ không hề rẻ các bác nhé. Chúng ta dụng các bác đạt được thì hiệu quả thực sự là tối đa, tối ưu với cái đồng tiền chúng ta bỏ ra. Rồi, thì đây là nhạc chúng ta đang được thưởng thức với cái DAC X7 được lọc nhạc và bắt đầu đi xuống lọc, đi xuống vang, đi xuống nâng tiếng. Rồi, chúng ta cùng đi trải nghiệm nhé, cho nó có khác hay không nhé. Vâng, thì đó là nhạc đi qua DAC. Vâng, sau đây em sẽ tắt DAC đi và em lấy tín hiệu AV thông thường đi qua trực tiếp vào lọc nhé. Em sẽ ngắt cái X7 này đi. Em tắt đẩy đi đã. Vâng, em tắt đẩy đi tí, sau đó em lấy từ trực tiếp tín hiệu từ đây, em tắt DAC đi, không dùng nữa. Đó. Vâng, em lấy tín hiệu bằng dây AV thông thường. Em sẽ đưa trực tiếp vào đằng sau lọc để chúng ta so sẽ có một nhìn khách quan nhất. Nói chung là một sản phẩm sinh ra không bao giờ là không có tác dụng. Đây là những thiết bị hỗ trợ và tất cả những thiết bị hỗ trợ khác như lưng tiếng, như lọc, đây là hỗ trợ thêm. Đó, em đưa trực tiếp vào. Giờ chúng ta cùng đi trải nghiệm nhé. Đó là em đã bỏ cái DAC rồi đây này, nhưng em đã bỏ ra. Đó, không dùng nữa và em dùng trực tiếp đằng sau máy tính kia. Là đưa trực tiếp vào lọc, rồi em bật lên. Chúng ta cùng trải nghiệm một cái nữa nhé. Vâng, thì em còn cho to lên tí nữa này. Vâng, các bác thấy không ạ? Vâng, tất cả cùng một chế độ, một chế độ luôn để chúng ta dễ so sánh. Vâng, các bác thấy không ạ? Nó khác hoàn toàn luôn, tạo âm rất nhiều. Nhưng để nói không có đầu giải mã thì chúng ta vẫn nghe được, nhưng chúng ta nếu mà những người thính tai ấy, người ta sẽ cảm nhận được từng cái nốt thanh âm, là nó sẽ có những cái thiếu, cái thừa đó. Nhưng đầu giải mã sinh ra để nó giải quyết vấn đề đó, thiếu thừa thì nó sẽ can thiệp vào, đó là giải mã, giải nén. Đó, em cho to lên nữa này, qua thế không ạ?
quảng cáo một chút xíu các bác nhé. Thì đó là cái trải nghiệm thực tế luôn, có một nhìn khách quan nhất để chúng ta đánh giá. Không, thì các bác thấy thấy không ạ? Nó thay đổi hoàn toàn luôn. Chúng ta cứ bảo là đầu giải mã này nó không có tác dụng, nó có rất là có tác dụng để hỗ trợ. Nó là giải quyết vấn đề tín hiệu đầu vào. Sau đó chúng ta mới được tận hưởng những cái bản nhạc đầy đủ âm sắc. Sau đó mới nhờ lọc này, can thiệp này, từng giải một này, nhờ nâng tiếng này, đó cũng các giải này, và nhờ vang này. Đấy, mỗi một thứ nó tác dụng một chút xíu cho bộ dàn karaoke chúng ta được hoàn thiện nhất ạ. Và chúng ta không có nâng tiếng, không có lọc, chúng ta vẫn nghe được, chỉ cần vang và đẩy thôi là chúng ta vẫn nghe được nhạc rồi. Đó là cái cách nhìn khách quan các bác nhé. Vâng, thì đó là cái trải nghiệm thực tế các bác nhé, trải nghiệm thực tế luôn. Cái cốt yếu đó là có giải mã, giải quyết được rất là nhiều về vấn đề chất nhạc, thừa thiếu giải tần thì nó sẽ hỗ trợ để chúng ta nghe được cái bản nhạc tốt nhất, dung lượng tốt nhất và chất âm tốt nhất. Đó là những cái gì, cái chúng ta bỏ tiền ra chúng ta mua, từ được hưởng những cái chất sáng của các nhà thiết kế, các kỹ sư đã sáng chế ra một cái đầu giải mã, không phải là nó vô nghĩa đâu. Trong cái đó thời gian thì em cũng chia sẻ một chút xíu thôi, để các bác có sự so sánh cho bác khách trực tiếp của bên em có đặt câu hỏi là so sánh nhạc DAC và nhạc không có DAC, thì các bác cũng vừa thấy đó ạ. Vâng, và rõ ràng rồi. Thì sau đây em xin phép được dừng video, và sau cùng em lại chúc tất cả các bác một miền Tổ quốc sau mỗi video là sức khỏe và thành công ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại, hẹn tất cả các bác vào các video tiếp theo.